Tôi giới thiệu bộ máy XSM04, XHS04. Đây là giấy scan, cộng với da giả, tập xăm, kim xăm. Có 1, 2, 3, 4, 30 kim xăm tất cả các bạn. Kim bi led, kim 7 này, kim đánh bóng này, 9M này, 5M này, 12M này, 5RL này, 5M này, và 3 này, 3 vị kim đi hết, 3 vị kim đánh bóng. Tiếp đó trong hộp này có một là dung dịch scan, đây là gen scan để scan từ giấy than truyền hình vào trong ra. Đây là nước rửa sau xăm, để pha tỷ lệ 1:8, tức là một cái này và 8 nước để rửa sau khi xăm thành xong. Một đôi găng tay cỡ trung bình màu đen để xăm, để găng tay. Hai tay cầm bằng kim loại, đường kính 16mm cộng với cái vỏ cao su. Đấy. Khi bạn nắp vào thì đường kính nó lên tận 25mm, rất là lớn. Đặt bước vào trong này, chúng ta mình sẽ hướng dẫn bạn bước vào trong. Bàn đạp, loại bàn đạp bằng hai lá này, rất là nhẹ và rất là an điện. Dây móc, móc máy xăm. Đầu kim nhựa dùng một lần, tất cả các loại đầu theo phù hợp theo số kim. Hai kim dùng một lần, hai kim ở tay cầm liền, loại 5RL và 5M. Bộ dụng cụ đi theo gồm có độ kim này, cao su để nắp lưỡi gà này, đục giác này, dây cao su để giữ kim, một bộ mực 7 màu, tất cả các màu: xanh, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, trắng, tím. Cốc đựng mực, dây nguồn, một bộ nguồn, bộ nguồn đấy xong, bộ nguồn điện tử, một cổng đóng, một cổng ra, cổng tắt. Máy xăm chút rất chắc chắn. Một máy xăm đánh bóng, một máy xăm đi led. Để phân biệt là hai máy này, máy nào nó đánh bóng máy nhé, thì bản chất của máy nào có thể đánh bóng, máy nào đi led, nhưng mà phân biệt bằng lưỡi gà này. Cái loại lưỡi gà ngắn này là máy để đánh bóng, lưỡi gà dài đây để đi led. Ở đây tôi sẽ lắp kiểm tra máy cho các bạn. Thứ nhất, cắm điện nguồn vào điện lưới 230, rồi sau đây khi cắm xong thì bạn bật để có điện hiển thị lên để điều chỉnh điện. Mức điều chỉnh điện bao nhiêu phụ thuộc vào mình điều chỉnh. Dây móc lỗ bên ngoài này thì phải cắm dây móc, và lỗ bên trong là phải cắm bàn đạp. Dây móc thì sẽ cắm vào dây móc thì bạn sẽ móc vào một phần đây, một đường, một lỗ ở đây. Bạn điều chỉnh làm sao cho khoảng cách của phần giữa cái thanh sắt và cái cuộn điện này nó phù hợp. Có thể chỉnh cái này ra, dùng lục giác, bạn có thể chỉnh điều chỉnh. Trong này có 3 cái lục giác. Giác thứ 2, bạn phải điều chỉnh và
để chỉnh sao cho phù hợp. Ví dụ bạn muốn đi 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 bóng ở đánh sâu một chút thì bạn cho ra ngoài này, muốn lông chút nữa thì mình cho vào đây. Đấy, ví dụ mình để ở tầm cỡ này, đây, thì máy nới ốc này ra, điều chỉnh cái này cho phù hợp. Điện chỉnh khoảng 6V máy đã chạy rồi, chỉnh khoảng 6V máy đã chạy rồi. Và tôi sẽ hướng dẫn bạn lắp kim. Đây cầm đầu nhựa thì một lần đây, như sau này có rất nhiều loại 5F, tức là kim FT này, kim lắp kim 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 F F7 này, F9 này, đây là con 3RT này, dùng cái kim 3 này, thì nắp thành một cái loại, đây kim thì một lần. Trên này có hai nữa để giữ đầu, đầu nào là nắp cũng đều giống nhau, đầu nào nó cũng đều cũng được lấy ra. Tay cầm ngắn hay dài phụ thuộc vào vị trí bạn quen bạn dùng, sâu thì bạn cho sâu, lông bạn cho lông. Lắp vào đây, hướng dẫn bạn lắp kim đầu 3 thì lắp phù hợp với cả kim 3 RL, kim 7, kim 5, nhìn số sau này 5 RL này, đây là kim 3 RL, nhìn số 103 RL là kim bi lát 3 và 5 giờ đi hết. Đấy một cái. Chú ý khi mà bạn bẻ kim ra thì bạn cũng chú ý để không khéo là cái đầu kim nó cong. Đầu kim mà nó mà cong thì sau này bạn đi hết nó sẽ không chuẩn. Để xuống dẫn nắp vào máy đi hết này. Hết này. Và nắp cái này vào đây. Này để nắp vào đây để kê kim. Có thể mình nắp vào đây trước hoặc nắp sau cũng không sao. Mà có thể lắp trước vào kim đây cũng không sao, đừng dưới này ống kim thì bạn đưa bạn để mà tránh cái hỏng đầu nhựa kim thì bạn cứ tháo này ra trước mới ốp ra lúc nào thì sẽ vào khóa tạm vào nắp đầu kim, để cho cái kim nó vào giữa lỗ này, không nếu có mắc kim lại, kim nó thò ra, này phải khóa lại, khóa ống này, đầu kim thông thường thì bạn sẽ để thò ra tầm như thế này, có tầm khoảng 1 ly thôi, như nhìn thấy, 1 ly, đấy, một chút thôi, khóa ống lại. Nếu như bạn muốn cái tay cầm nó to hơn chút, bạn cầm như thế này nó nhỏ, muốn cầm to hơn chút thì bạn nắp cái này vào. Chú ý là hai cái lỗ này, cái thông hai lỗ ốc này để điều chỉnh nó dễ. Một cao su nó rất là mút, nắp phải nửa lượng nó có thể vào được. Rất là mút, rất là chặt. Xong thì nhìn cái lỗ ở đây, bạn phải điều chỉnh được, bạn làm vào được. Phía bạn đây này, khóa chặt lại. Lỗ kim này thò hơi dài, bạn phải điều chỉnh lại. Tầm như thế này. Ok. Tiếp theo là bạn phải dùng cái dây này để chặn lại. Dùng 1 giây hoặc 2 giây thì được bạn. Thông thường thì dùng 1 giây đến 2 giây. Nắp kim này để cho nó giữ kim lại và cái đầu kim này nó không bị lắc, lắc đi lắc lại bạn đi nó sẽ thẳng hơn. Nắp dây móc điều chỉnh sao cho phù hợp, như nét điều chỉnh sao cho phù hợp. Bạn có thể chỉnh ra ngoài để đi sâu, vào trong để đi lâu. Bạn có thể cho điện này khoảng 7V.
7V trước đây thì bạn tăng điện thêm một chút nữa. Kim đi sâu chút nữa thì bạn có thể lấy lại ra một chút, tăng điện lên thì kim sẽ đi sâu hơn. Đấy, kim đi sâu hơn. Đi làm đi, cố gắng là để kim mà bạn sao bạn có thể nhìn được kim đúng mực và có thể. Ok, hướng dẫn bạn xong thắng lót máy và đánh bóng cũng tương tự như vậy, cũng đều móc vào dây điện vào đây. Vào đây. Điện mạnh quá thì máy sẽ cái này cái thanh thanh sắt ở trên sẽ đập vào cột điện sẽ kêu tiếng sẽ tạch tạch tạch. Các bạn điều chỉnh bớt điện xuống một chút là được. Cảm ơn bạn.